Thưa quý vị, vụ cháy chung cư mini 9 tầng tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra vào đêm qua làm nhiều người thương vong, tiếp tục cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của công tác phòng cháy ở các khu chung cư. Thế nhưng, thực tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn có khu chung cư đang bỏ ngỏ công tác này. Cụ thể, tại khu nhà ở xã hội Phúc Hưng 2, trên địa bàn phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại khu nhà ở Phúc Hưng Phố Nối làm chủ đầu tư. Dù hệ thống phòng cháy chữa cháy chưa hoàn thiện, nhưng hàng trăm căn hộ đã được bàn giao và cư dân cũng đã dọn về ở từ hơn 4 năm nay. Hệ thống phòng cháy chữa cháy thì gần như chưa có gì, không bể chứa nước, không có họng nước chờ, không hệ thống cảnh báo và các hộp đựng bình chữa cháy thì vẫn trống không. Đây cũng là nỗi lo của hàng nghìn nhân khẩu đang cư trú tại 4 tòa nhà thuộc giai đoạn 2 của dự án này. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cho biết, dù đã nhiều lần kiểm tra ra quyết định xử phạt đơn vị này, nhưng không thể liên hệ được với chủ đầu tư.